1001 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các em đã quay lại với kênh của 1001 câu chuyện. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ những cái bé công chúa bằng những cái cây bút màu trong cái video lần trước nha. Thì đây là cái video lần trước chị đã giới thiệu rồi, đây là những cái bút của shop Dog Chibi. Thì những cái bộ bút này, một cái bộ bút này gồm có 12 cây dạ quang và 12 cây ánh nhũ nha. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ những cái bộ váy công chúa nha. Rồi, ok. Cái váy này chỉ đơn giản như vậy thôi. Lát nữa các em sẽ bất ngờ đó, bởi vì những cái bút màu dùng dễ sót bởi nè tô lên thì nó vẫn lấp lánh và nó sẽ làm dịu đi cái độ xấu của bức tranh ha. Đây mọi người nhìn cái màu xanh nè, đó có kim tuyến cực kỳ lấp lánh, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây cái tay không có kim tuyến nè, chứ dòng cát kim tuyến không luôn. Đây sẽ là màu nào vậy ta? Màu tím, màu hồng nè, tèn tèn tèn, màu hồng cũng khá là đẹp, màu đỏ nè. Nãy giờ chưa tô màu dạ quang đúng không? Thì đây sẽ tô cái màu dạ quang màu cam cho em xem nè, rất là chói luôn, rất là chói luôn, thấy chưa? Giờ chúng ta sẽ có màu gì ta? Mọi người đoán xem nào. Đọc quá cho bố không biết lựa màu gì nữa, các em nghĩ xem là lựa màu gì bây giờ. Bút gì đâu mà nhiều, không dính nổi luôn á. Đây là màu xám, chị quyết định sẽ chị kê tô cái váy này màu xám nha. Rồi, vậy là xong cái váy đầu tiên. Cái váy đầu tiên cũng rất là đẹp ha. Đó, chị nói mà cái váy đầu tiên rất là đẹp luôn. Cái váy này bán nhiêu ta? Bán 10.000 cái váy hả? Rồi, nói chung là thôi, nó nhéo em một cái thứ nhất nè. Cái này cái thứ hai. Cái thứ hai nhìn xấu quá. Rồi, cái thứ hai sẽ cho vài chấm màu xanh nè. Đó, trắng đi ha, có màu xanh, màu cam chói nè. Rồi cái dây của nó sẽ là màu vàng đi. Đẹp chưa, đẹp chưa, nhìn cũng xấu đều, có đẹp gì đâu, buồn quá, tủi thân ghê. Cái màu tím này nè, nó lì quá đi. Cái màu xấu. Không phải ý là không phải chị nói cái màu này xấu, nhưng mà chị nói là cái chị tô cái cây này nhìn nó lì, nó xấu quá. Kiểu thế ta nó lì mà nó cứng, nó không có được mềm. Nó là dễ đường nào cứng nhất đường đó luôn. Đây, xong rồi, xong cái váy thứ hai. Cái váy thứ hai này nhìn xấu quá đi. Cái váy thứ ba màu vàng dạ quang nè mọi người, màu vàng nâu kim tuyến nè mọi người, đỏ kim tuyến nè. Tiếp theo sẽ là màu gì đây ta, mọi người đoán xem màu gì đây. Màu hồng nha. Xong, màu này khá là quen thuộc. Mọi người biết sao mà giờ chị tua cái váy này chị quay không?
Thiệt là chị mỏi tay lắm luôn rồi đó. Trời ơi. Này chị Dễ cho cố vô. Bây giờ tô này đó, muốn cãi cái tay luôn nhưng mà vẫn cố để dễ cho các em xem đó nha. Mặc dù dễ không có đẹp nhưng đây là tấm lòng của chị đó nha. Các em nhớ like nè, cho chị một đăng ký kênh, một share, một comment nha. Mà không comment cũng được. Các bạn có thể rủ thêm nhiều bạn bè vô nè để xem cái video của chị. Mặc dù nó không có được đẹp cho lắm. Đây, đây là những cái váy mà vẽ rất là xấu của tôi đây. Đó, mọi người có thấy gì chưa? Cái váy số 1 thì còn tạm, cái váy số 2 thì nhìn cũng được. Cái váy số 3 nhìn hai cái tay nè. Đó, thì cái váy số 4. Ôi trời ơi, mẹ ơi, cái gì mà xấu gì hơn là có những cái màu nó che lại bớt nha mọi người, nhìn kỹ nè. Đó, những cái màu khá đẹp. Rất là lấp lánh luôn nha. Ý là nói là những cái viền đen khá là lấp lánh đó. Rồi, trên này cái váy số 1 này đó, tại là kim tuyến thôi. Đó, kim tuyến nè. Đó, cái váy số 2 cũng có kim tuyến nha. Rồi tới cái váy số 3 này, quá trời thật là đẹp luôn đó. Mọi người thấy hay thì hãy cho chị một like, một share nè, một đăng ký kênh, có thể gửi bạn bè qua nhiều, có thể gửi bạn bè thiệt là nhiều để xem luôn. Rồi đó, hoặc là giới thiệu kênh của một ngày đến một câu chuyện cho mọi người biết nha. Rồi hẹn gặp lại các em trong những video tới, cho các em một tim nè. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.